Sản phẩm dầu gội thảo mộc sâm chuẩn 100% nguyên liệu từ thảo dược thiên nhiên. Với mong muốn mang đến cho khách hàng sản phẩm dầu gội chất lượng với nhiều hiệu quả như an toàn với da đầu, sạch gầu, giảm rụng tóc, tóc suôn và mềm mượt tự nhiên. Bên cạnh đó, dầu gội thảo mộc sâm còn thân thiện với môi trường, lưu lại hương thơm quyến rũ. Có thể nói, mua một được ba. Sản phẩm dầu gội thảo mộc sâm cam kết 100% chiết xuất từ sâm nam núi Dành, kết hợp với các loại thảo dược thiên nhiên như bồ kết, bồ hòn, kim ngân hoa, hà thủ ô đỏ, hương nhung, hương thảo. Tất cả được sản xuất trên dây chuyền hiện đại để cho ra dòng sản phẩm chất lượng nhất. Như những đặc điểm nổi bật trên, dầu gội thảo mộc sâm mang đến những công dụng tuyệt vời cho người sử dụng. Cung cấp độ ẩm cho da đầu giúp tóc luôn chắc khỏe mỗi ngày, nuôi dưỡng tóc từ thảo dược giúp tóc suôn mượt sau khi gội. Dầu gội thảo mộc sâm còn có khả năng kích thích mọc tóc, ngăn ngừa viêm ngứa và các loại nấm da đầu. Dầu gội thảo mộc sâm cam kết 100% chiết xuất từ các loại thảo mộc thiên nhiên, không chứa các chất hóa học độc hại, các loại hương liệu và tạo màu. Đã được trải qua các khâu kiểm dịch chặt chẽ, sản phẩm dầu gội thảo mộc sâm tự tin trên thị trường là sản phẩm số 1 dành cho tất cả các quý khách hàng. Ông cha ta đã có câu, cái răng, cái tóc là gốc của con người. Vậy bạn còn chần chờ chi nữa mà không nhấc máy lên liên hệ ngay với Thảo Mộc Sâm để sắm ngay cho mình bộ sản phẩm dầu gội giúp cho bạn có một mái tóc suôn mượt chắc khỏe. Hoặc bạn có thể click vào đường link bên dưới để mua sản phẩm. Hãy cùng với dầu gội Thảo Mộc Sâm, mái tóc chắc khỏe, tô đẹp vẻ thanh xuân.